Chào các bạn, dân thu hôm nay Hoàng Gia Trầm Hokita chúng tôi có điều kiện về nhà vườn Nhật Cường ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Thì hôm nay là gọi là ở đây có một cái buổi triển lãm, mini triển lãm để ra mắt hội bonsai 77. Thì tôi đang đứng trước tác phẩm có tên là Siêu Phong của anh Ngọc Sơn. Số điện thoại là 0913511678. Đây là anh Sơn Phủ Lý. Bây giờ đang là chiều ngày 7. Bà Trung ơi, kéo cái kính này. Chị vào đây về. Em nhờ không? Mẹ tôi mà tôi bảo ông Tuấn rồi phát tôi mẹ ba cái vé miễn phí. Mà này mà sau ok được bạn. Ê, cảm ơn bố. Rồi sao đi? Đi ra tay mà Zalo đi. Các chị em chụp ảnh nhiều quá, ra là tôi quay ngược lại. Đây là nhìn từ mặt sau. Ở đây có mấy cái dãy trống. Phải nói cái này giả kinh khủng khiếp. Bông tàn thì anh làm cho cái lối tự nhiên. Đây các bạn nhìn thấy giả tận nô tận đầu răm luôn, cười kinh thật. Cái mặt này mặt trước cây này. Cây lẩy ba cái lọc hết lá rồi, nhìn phê thật, nó nhìn phê thật. Đấy.
Đó, nếu các bạn quan tâm tới tác phẩm này thì mời các bạn tới chỗ nhà vườn Nhật Cường ở Cổ Loa Đông Anh Hà Nội. Triển lãm đây là hết ngày 12 tháng 4. Sau đó phần lớn cây sẽ chuyển xuống dưới Ninh Bình. Thì ở đây là tôi sẽ quay chọn lọc một số tác phẩm, tại vì thông tin ở đây không được nhiều. Thế đâm ra là tôi sẽ xin phép là tôi không quay nhiều. Và tôi sẽ hẹn các bạn là quay chi tiết một số tác phẩm mới mà chưa có ở một số các cuộc triển lãm trước, thì tôi sẽ quay chi tiết ở dưới Ninh Bình. Ekip chúng tôi cũng đang xây dựng một kênh chuyên review về kiến trúc, đấy là kênh Nhà Việt TV. Thì ở kênh này chúng tôi tập trung review các công trình nổi tiếng của Việt Nam có tuổi đời cả trăm năm, cả ngàn năm. Nếu các bạn quan tâm tới kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc thì mời các bạn sang kênh Nhà Việt TV để subscribe, follow cũng như theo dõi các clip chúng tôi review. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.